Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập đặc trị cổ vai gáy chuyên sâu. Chúng ta đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ đây mình thả lỏng hai tay đặt lên gối, thả mềm hai vai và hơi đẩy thân trên ra phía sau, mềm hông và lưng dưới xuống. Từ từ khép đôi mắt lại. Từ đây đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, phun dài các đốt sống lưng, mềm vai cổ. Từ từ thở ra thật chậm, chìm hông, lưng, vai. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần bốn, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng ngực. Bạn hơi ôm nhẹ bụng lại. Hít thật sâu, quan sát khung sườn nở ra tứ phía. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, đẩy hết cặn khí từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng. Từ đây, tiếp tục đưa ý thức về vùng bụng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Hít thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Xẹp sâu bụng lại, thả lỏng cổ gáy vai. Tiếp tục hít sâu, căng phình bụng nào. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Xẹp sâu bụng lại. Hai lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Từ đây, hít thở điều hòa. Tiếp tục thả mềm vai, thẳng lưng. Quan sát nhịp thở ở vùng chóp mũi. Cảm nhận mỗi nhịp hít vào và thở ra. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít thật nhẹ và thở thật êm. Thư giãn và thả lỏng. Quan sát nhịp thở. Sau mỗi nhịp thở, bạn cảm nhận cơ thể, tâm trí của bạn đang thả lỏng nhiều hơn.
Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa. Hai tay áp vào vùng mắt. Xoay nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa. Mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại. Ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực. Cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng. Hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Khép cằm, thở ra chìm sâu vai, mềm gáy cổ, quan sát gáy cổ đang được kéo giãn. Hít hài, vươn dài cơ thể, đầy ngực nâng cằm, mềm vai. Thở ra thật chậm, khép cằm, chìm sâu vai gáy, thả lỏng cổ, quan sát sự giãn sâu phía sau. Tiếp tục hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, đan tay vào nhau. Thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Hít thật sâu đưa hai tay về phía ngực. Thở ra đẩy thẳng tay lên. Hít vào đẩy thẳng bàn tay về phía trước. Cong lưng ra phía sau. Thở ra nhấc hai gối cuộn xương cụt hướng về rốn. Quan sát gáy cổ vai đang được giãn. Hít sâu thu hai tay về ngực. Thở ra đẩy hai tay. Ngửa hướng lên, trỏ hướng vào giữa. Chú ý này, chúng ta đi từ ngoài vào trong này. Rồi đẩy lên, trỏ hướng vào giữa này. Rồi mặt ở giữa hai tay. Khép trỏ lại được không Thanh? Quan sát tay, vai, gáy đang được căng. Tách hai tay, hít vào, lướt hai tay, nâng lên. Xoay người sang trái, thở ra. Tay phải gối trái, tay trái phía sau. Mở căng lồng ngực trái, mềm vai và trỏ phải. Hít thật sâu, xoay cằm sang phải. Chậm chậm thở ra sang trái. Hít hai sang phải. Và thở ra sang trái. Hít ba sang phải. Chậm chậm thở ra sang trái. Từ đây, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Xoay người sang phải, thở ra, đổi bên. Mở căng lồng ngực phải. Hít thật sâu, xoay cằm sang trái. Mềm mại thở ra thật chậm, sang phải. Hít hai sang trái. Và từ từ thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Chậm chậm thở ra sang phải. Hít bốn sang trái. Và thở ra sang phải. Từ đây hít vào, xoay người trở lại, vươn hai tay nâng lên. Hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Thở ra cuộn một vòng vai, đẩy thẳng cánh tay, chìm sâu cánh tay và đầu vai xuống. Rồi quan sát gáy, cổ và vai đang được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4,
3, 2, 1. Hít sâu, từ từ bạn tách hai tay, đặt tay lên gối, thở ra nhấc hai gối đánh cong lưng, khép cằm thu về cổ, quận xương cổ hướng về rốn. Thật chậm, hít vào đẩy thân người về phía trước, thẳng lưng, thở ra đây, tay đan vào nhau phía sau lưng, hở hết ra, đưa hai tay đan sang eo lườn trái. Hít thật sâu, đẩy cho trái ra phía sau, thở ra nghiêng sâu đầu sang trái. Mềm đầu vai phải xuống, hít thở đều bạn giữ ở đây, thả lỏng vùng vai. 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào nâng đầu trở về thẳng, thu thay trái trở về phía sau, thở ra hai tay qua bên phải, rồi thở hết ra nghiêng đầu sang bên phải, kéo trỏ phải ra phía sau, mềm vai xuống. Quan sát toàn bộ vùng chéo cổ trái đang được căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu xoay thân người trở lại, tách hai tay, đặt lên gối. Thở ra đánh cong lưng ra phía sau, nhấc hai gối cuộn xương cụt hướng về rốn. Quan sát sự giãn. Thật chậm, hít vào đẩy thân người trở về thẳng, vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay trái xuống ngang hông trái, thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay. Xoay vai phải, hít thật sâu vươn hai tay, nâng lên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải, mềm trỏ, thở ra vươn dài tay trái. Quan sát sự căng giãn eo lườn trái. Xoay vai trái, hít thật sâu vươn hai tay, nâng lên. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Rồi từ đây, chúng ta đưa hai bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, kéo gót chân về khớp háng, đẩy thẳng ngực, thẳng lưng, vai, hít thật sâu. Từ từ thở ra mềm gối và đùi, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, quan sát toàn bộ vùng chậu, háng đang được mở ra, cảm nhận sự căng giãn sâu, toàn bộ vùng bẹn, thả lỏng nhiều hơn nữa. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, từ từ nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, mềm sâu hai vai xuống. Chú ý, vẫn đẩy cái vai trái xuống sâu hơn. Thở hết ra mềm gối và đùi, gập thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, khép cằm lại, quan sát chậu và khớp háng có biên độ nới rộng hơn. Quan sát thân người bạn gập xuống sâu hơn. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu và thở ra thật chậm. Tiếp tục hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm. Từ đây, thật chậm, hít vào bạn duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta đưa chân trái ra phía sau. Đặt bàn chân phải phía trước, bắp đùi trái, hai tay đưa sang ngang. Hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu vươn dài cơ thể. Thở ra hạ tay phải xuống thảm, di chuyển hết qua bên phải. Sau đó hạ mềm trỏ phải, nhấc mông trái vươn dài cánh tay trái lên. Rồi hít thật sâu, thả lỏng tay vai. Thở ra đặt tay trái ra phía sau đầu, đẩy mở ngực trái, hít thật sâu. Thở ra thật chậm, hướng trỏ trái về trỏ phải. Hướng xuống, đẩy lưng, khép cằm lại. Quan sát không chỉ cổ gáy, tay vai mà cột sống còn đang được giãn sâu. Từ đây, hít vào bạn xoay trỏ trái, nâng thân người lên, mở ngực trái nào. Từ từ thở ra thật chậm, xoay vai vào trỏ trái hướng xuống thảm, khép cằm lại, quan sát sự chuyển độ với biên độ sâu hơn. Một lần nữa, hít thật sâu.
và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn nâng tay và thân người trở về thẳng. Thở ra đưa tay trái nắm cổ chân trái, vươn dài cánh tay phải áp dài. Quan sát sự căng giãn sâu từ vùng đối xứng chân trái và phải, toàn bộ chậu và háng. Hít thở đều và cảm nhận căng giãn giãn tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít vào, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Từ đây chúng ta sẽ đổi chân, chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau. Rồi chú ý hơi lệch mông cũng không sao ha. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Hạ tay trái xuống thảm, di chuyển tay trái ra xa. Thở ra hạ mềm, trỏ trái xuống, vươn cánh tay phải cao lên, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, hạ tay phải phía sau đầu, khép cằm thu về cổ, rồi khép trỏ phải hướng về đốt trỏ trái. Quan sát sự duỗi dài và thư giãn cuộc sống. Hít thở đều rồi tiếp tục. Hít vào bạn nâng trỏ lên nào. Rất tốt. Từ từ thở ra khép trỏ thu về. Gần bàn ăn, đúng rồi. Sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ đẩy trỏ đi xa ra bên cổ tay. Rồi hạ xuống, nhẹ xuống. Rồi từ đây đẩy cái cằm sang trái. Đẩy cái cằm sang phải. Rồi sang trái. Sang phải. Một vòng nữa sang trái. Sang phải. Rồi từ đây hít vào nâng trỏ phải lên nào. Đẩy ngực phải lên. Thở ra nâng trỏ trái lên. Tay phải nắm cổ chân phải, lướt dài cánh tay trái áp tay. Quan sát khung chậu háng được giãn sâu hơn, khép trỏ phải hướng về phần eo lườn phải. Từ đây xoay cánh tay trái, hít vào vươn hai tay, nâng lên, đan tay vào nhau. Thở ra lật ngửa bàn tay, hướng lên bầu trời. Thở hết ra chúng ta đẩy cong lưng ra phía sau, bàn tay về phía trước, nâng hai gối lên. Rồi tay đặt lên đầu gối trái. Rồi bây giờ mình duỗi hai chân về phía trước. Rồi duỗi nhẹ khớp gối. Thẳng chân lên chị Hương. Dựng cổ chân lên, đây. Đúng không? Khi dựng cổ chân lên ấy, thì nó đạp vào cái gót chân ra này, nó sẽ tác động đến cái thận rất là tốt. Còn toàn bộ cái mặt sau chân ấy, đùi nó giãn. Rồi từ đây hít sâu duỗi mũi chân. Thở ra đạp gót. Hít hai và thở. Hít ba và thở. Hít 4 và thở. Hít 5 và thở. Hít 6 và thở. Hít 7 và thở. Hít 8, thở ra. Hít 9, thở nào. Hít 10, thở ra. Rồi hạ gót, gập các ngón chân. Thả lỏng. Gập, thả. Gập, thả. Gập, thả. Gập, thả. Gập, thả và xoay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây chúng ta co gối chân phải lại, đẩy sang ngang, đặt cái gót trái ra. Hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra hạ tay phải sang bên cạnh ngoài gối trái. Rồi từ đây mềm trỏ phải kéo về thân, vươn dài cánh tay trái hướng sang bên phải. Rồi ngả người. Quan sát phần eo lườn phải giãn sâu, nhẹ nhàng hít vào, đẩy thân ra phía sau. Thở ra đặt tay trái lên phía cổ gáy. Rồi từ đây chúng ta đưa lòng bàn tay trườn vào sau phía gáy,
trườn sâu vào trong phía gáy, rồi xoay cằm hướng vai phải. Quan sát sự vận xoắn các cơ, đặc biệt là ức đòn trũng bên trái. Hít vào, đẩy nhẹ cằm lên. Chú ý không quá căng ha. Từ từ thở ra, khép cằm xuống chậm thôi, thật chậm. Hít hai, nâng lên. Từ từ thở ra nào. Hít ba, nâng lên. Và thở ra. Một lần nữa, hít vào, nâng lên. Và từ từ thở ra. Rồi từ đây hít sâu, đẩy thân người trở về thẳng. Khép cằm xoay bên trái, đưa cằm hướng lên trỏ trái. Thở ra đẩy trỏ phải hướng xuống, đẩy nách trái lên. Rồi hơi đẩy cằm sang phía sau. Chúng ta đang trả cho vùng cơ cổ. Giữ ở đây, hít thở điều hòa, nhả lỏng cái cơ cổ ra. 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay trái, hít sâu vươn hai tay nâng lên. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống chân trái. Mềm trỏ và vai. Rồi duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau. Quan sát sự căng căng giãn giãn lưng, hông. Từ đây, hít vào đưa cằm về phía trước. Thở ra khép cằm về giữa, mềm vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5. Thả lỏng cổ gáy. 4. 3. 2. 1. Hít sâu duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Thu chân trái trở về. Thở ra duỗi gối chân phải, dựng cổ chân lên. Hai tay đưa sang ngang. Hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra đặt tay trái qua cạnh ngoài đầu gối phải. Rồi vươn dài cánh tay phải áp tay. Rồi mềm trỏ trái xuống, đẩy vai ngực phải lên. Hít thật sâu đưa tay phải ra phía sau cổ gáy. Luồn sâu lòng bàn tay vào cổ gáy. Đẩy trỏ trái phải lên nào. Thở ra khép. Cằm hướng vai trái. Khép trỏ phải hướng xuống. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng ức đòn trũng bên phải. Thật chậm. Hít vào thật sâu. Từ từ thở ra, mềm sâu vai phải, quan sát sự giãn sâu. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây đưa ý thức về vùng cằm, hít vào bạn, xoay cằm sang phải, hơi đưa ra ngoài. Nâng trở vai lên. Thở ra xoay cằm hướng về nách vai. Rồi đẩy cái thân trên ra phía sau. Đúng rồi, quan sát sự căng căng giãn giãn sâu. Thật chậm, hít vào tách tay phải. Vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Tay có thể bắt lấy cổ chân. Rồi mềm hai vai và trỏ. Quan sát toàn bộ đùi sau chân phải, gân kheo và bắp chân đang được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu duỗi ngực, nâng thân người, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, tha lỏng hai tay xuôi theo thân. Từ đây, thu hai chân trở về. Hai chân mở rộng bằng hông, hai tay mở rộng bằng vai. Rồi, chúng ta di chuyển vai một chút nha. Duỗi mềm mũi chân ra, tách rộng các ngón tay ra chị Hương. Rồi từ đây, hít vào, đẩy hết đầu vai về phía trước, thẳng cổ, đẩy đầu vai về phía trước, thẳng lưng. Thở ra đẩy đầu vai ra phía sau, thẳng thân, giữ nguyên thân. Hít hai, đẩy đầu vai ra phía trước, đúng rồi. Thở ra kéo đầu vai ra phía sau. Hít ba, đẩy vai về phía trước. Thở ra kéo đẩy ra sau, đúng rồi, tốt. Một lần nữa, hít vào đẩy vai về phía trước. Thở ra kéo đẩy đầu vai ra sau. Đúng rồi chị Hương. Từ đây hít vào trở về giữa. Thở ra khép cằm thu về cổ, cuộn xương cụt, đẩy cong gù lưng trên lên, thả lỏng đỉnh đầu. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5,
4, 3, 2, 1. Hít dầu cuộn xương cụt, chũng thắt lưng rút rốn, mềm vai duỗi ngực kỳ vai xa tay. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra thật chậm, cuộn tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu rút sâu rốn vào. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu, chúng nhẹ thắt lưng cuộn xương cụt nào. Uốn dài đầu cổ về phía trước, đẩy đầu vai ra phía sau và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu rút rốn vào sâu. Giữ nghiêng cổ, chúng ta xoay hông từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5 và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về giữa, hít vào cuộn xương cụt, chống thắt lưng, mềm vai duỗi ngực kỳ vai ra tay. Thở ra xoay tròn hông và các đốt sống. 1, thả lỏng vai nào. 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Đưa lưng trở về giữa, tiến hai tay về phía trước khoảng nửa bàn tay. Rồi chúng ta bắt đầu di chuyển với vai. Hít thật sâu, hạ mềm trỏ phải xuống, cuộn xương cụt lên. Thở ra, duỗi thẳng trỏ phải, thẳng lưng. Hít hai, hạ mềm trỏ trái, rồi cuộn xương cụt lên. Thở ra, nâng trỏ trái lên, rồi thẳng lưng. Rồi từ đây chúng ta di chuyển hai tay, mềm vai, di chuyển lượn sóng. Chú ý, mềm vai ra, đúng rồi. Trải rộng lòng bàn tay ra để cho cái cườm tay nó được xuống thảm, Vân ạ. Thì chị Hương xuống thảm tốt đấy. Từ lần chị Hương tập kiên trì, cái cổ tay đỡ khỏe hơn khối chị Hương ạ. Đúng rồi. Rồi sau một vài nhịp chúng ta sẽ trở về. Rồi từ đây thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, nâng thân người hai bên, chống bàn tay ở hai bên. Từ đây hít vào, nâng vai lên, kiễng các ngón tay thẳng cổ. Thở ra, hạ mềm lòng bàn tay xuống, mềm vai. Rồi từ đây chống 10 đầu ngón tay, hơi đẩy thân trên ra phía sau, cuộn xương cụt hướng về rốn. Thật chậm thẳng cổ gáy, hít thật sâu, quan sát khí và oxy. Trải dài vùng đốt sống lên đốt sống vùng cổ. Từ từ thở ra thật chậm, nhả khí, mềm hông, lưng, vai. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn xoay cằm đẩy sang trái. Từ từ thở ra sang phải. Hít hai sang trái. Chú ý chống 10 đầu ngón tay. Thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Và thở ra sang phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hít vào về giữa. Thở ra xoay hình oval 10 vòng. Hãy ví cái cằm của bạn như một cây bút chì. Chúng ta vẽ hình oval phía trước. 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại. 5, 4,
3 2 1 Rồi từ đây, hít vào bạn trượt dài hai tay về phía trước, trượt thật dài ra phía trước, trải rộng bàn tay ra. Thở ra trượt, trải thân hạ trỏ, thở hết ra đẩy người trườn về phía trước, nhấc gối, duỗi mềm mũi trơn, đẩy ngực nâng cằm trong tư thế nhân sư. Khép trở lại một tí đúng không? Rồi duỗi mềm hai mũi chân ra. Từ đây hít thật sâu, đẩy căng lồng ngực về phía trước, duỗi dài cột sống. Từ từ thở ra, cuộn nhẹ xương cụt xuống thảm, khép cằm lại, đóng khung sườn, mắt nhìn xuống thảm. Lần hai hít thật sâu, duỗi đẩy căng ngực, hạ mềm phần lưng dưới, lưng giữa. Thở ra, cuộn xương cụt về thảm, khép cằm lại, đóng khung sườn. Lần ba hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm. Một lần nữa hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây hít vào đưa lưng trở về, hạ mềm chân thảm. Thở ra chúng ta tiến hai tay về phía trước, hạ trán lên cẳng tay, duỗi vai và bả vai ra, hạ mềm cái nách xuống. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng lưng trên, vùng bả vai, cổ và cánh tay, nhẹ nhàng hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm. Lần hai, hít thật sâu, nhả mềm vai ra nào. Từ từ thở ra thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn nâng đầu lên. Thở ra chúng ta đổi tay. Đổi tay ở phía để cho nách mấy vai nó cân bằng. Hạ trán ở trên cái cẳng tay. Tiếp tục nhả mềm cơ vai ra. Từ từ hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Sau hai nhịp, từ đây chúng ta tách hai tay, đưa hai tay trở về, hít vào nâng ngực lên, thở ra nâng hông lên, thở hết ra chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Bây giờ chúng ta giãn vai trong tư thế nằm sấp, bây giờ là trong tư thế úp. Hít thật sâu, kiễng gót chân, thở ra trùng gối, cuộn xương cụt lên, rồi lắc nhẹ cái hông qua trái và qua phải, nhả cái vai ra. Úp bàn chân vẫn ở trên thảm, nhả vai ra. Mình sẽ thấy là nó tác động giãn cả toàn bộ mặt sau, vùng vai nhả sâu, vùng lưng và vùng hông được cuộn, cột sống được cuộn hướng lên. Đúng rồi, hướng vươn cái cột sống lên, cuộn đẩy lên. Đúng rồi. Sau đó một vài nhịp từ đây, hít vào bạn hạ hai gối không chạm thảm, không chạm. Thở ra đẩy hông lên. Rồi rất tốt, nhả vai ra nữa nào. Hít hai, hạ gối không chạm thảm. Thở ra nâng hông, đẩy mông lên. Nhả vai ra nào. Tốt. Một lần nữa hít thật sâu, hạ gối không chạm. Thở ra đẩy lên cao. Rồi từ đây hít sâu, hạ mềm hai gối trở về thảm. Thở ra tách rộng hai gối, duỗi mềm mũi chân. Không xuống đâu nha, không xuống. Tách rộng các ngón tay ra, nhẹ nhàng hướng bàn tay ở trong, hướng ngón tay và mũi tay ở ngoài. Lực không về gối, cái chân của Vân thì nó bé quá, không đủ rộng gối á. Hai ngón cái chạm vào nhau được không? Rồi, hít thật sâu đẩy người qua bên trái,
lắc cằm hướng nâng lên vai trái. Thở ra đẩy người qua bên phải, lắc cằm hướng lên vai phải, nâng lên. Tiếp tục hít vào sang trái, xoay cằm luôn nhé, di chuyển cằm luôn. Và thật chậm thở ra sang phải. Hai lần nữa hít vào sang trái, nâng cằm lên ạ. Và từ từ thở ra sang phải. Một lần nữa hít sâu sang trái, chậm chậm thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào trở về giữa, thở ra kéo mông về giữa hai gót chân nhưng không chạm. Sau đó tiến mũi tay về phía trước, quận xương cột hướng về rốn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, thả lỏng tay vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu đẩy thân người về phía trước, thở ra khép hai gối về đường giữa, chống hai ức bàn chân. Từ đây nâng gối đẩy mông lên, đưa ý thức về chân phải, hít sâu lướt chân phải nâng lên, thở ra gập gối phải, gập lên trên chị Hương, đúng không? Rồi nhả cái vai phải ra, nhấn vai phải xuống, thở hết ra co hai gối, co gối phải về giữa hai tay cho đấy. Hạ mềm xuống giữa thảm, hạ chìm hông trái xuống, rồi hít vào tiến hai tay về phía trước, hạ tiếp tay vuông góc, rồi thở ra hạ trán mũi trên cẳng tay. Lúc này chúng ta sẽ thấy biên độ vùng cổ gáy rất dễ chịu rồi, nhưng nó sẽ căng giãn tùng toàn bộ vùng căng mạc đùi. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm. Sau một vài nhịp thở tự nhiên, nhả cơ. Từ đây, hít vào bạn nâng trán lên. Thở ra, chống hai bàn tay. Rồi, hít vào nâng thân người lên. Thở ra, chúng ta xoay cằm sang bên trái, mắt nhìn gót chân trái, đẩy đầu vai phải ra phía sau. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cằm về giữa, hít sâu chống ức chân trái. Nâng gối, thở ra bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế tê ngược. Thật chậm, hít sâu lướt chân trái nâng lên, thở ra co gối trái về giữa hai chân. Rồi trượt chân phải ra sau, úp hông phải xuống. Rồi tiếp tục tiến hai tay về phía trước, tay phải ở trong, tay trái ở ngoài. Đặt trán vào cẳng tay, duỗi cái hông úp hông phải xuống, quan sát vùng căng mạc đùi chân trái, phần mông sâu bên trái và gân kheo. Toàn bộ bên chân phải đang được thả lỏng, úp xuống này. Hít thở điều hòa.
sau một vài nhịp thật chậm, hít vào nâng thân người lên, tách hai tay chống bàn tay, thở ra nâng hết thân người lên, thở hết ra xoay cằm sang bên phải, mắt nhìn gót chân phải. Đẩy nhẹ đầu vai trái ra phía sau, quan sát sự căng giãn mềm vai phải xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, xoay cằm trở về giữa. Thở ra khép cằm thu về cổ, chống ức bàn chân phải. Nâng gối, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời. Rồi thật chậm, hít thật sâu, lướt chân trái nâng lên, bước chân trái về cạnh ngoài tay trái. Thở ra hạ mềm háng bên phải. Rồi thở hết ra, chúng ta chống hai trỏ tay về phía trước. Chắp tay, chắp tay. Đúng rồi, có thể duỗi các ngón thì càng tốt, tách rộng duỗi các ngón để cho các đầu ngón tay chạm nhau. Từ đây hít sâu, hạ mềm háng phải, xoay cằm sang nhìn đầu gối trái. Thở ra xoay cằm đổi bên. Hít hai và thở ra. Hít ba và thở ra. Hít bốn và thở ra. Rồi từ đây hít vào trở về giữa, chống bàn tay, nâng thân người lên. Thở ra duỗi gối chân trái, cuộn xương cụt lên. Rồi mềm tay và trỏ tay. Chúng ta nhấp 5 nhịp. 1. Cuộn xương cụt lên. 2. 3. 4. 5. Sau 5 nhịp chúng ta giữ lại, giữ tĩnh. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, đẩy chân trái về phía trước, mềm háng bên phải, duỗi ngực nâng cằm. Thở ra thật chậm, nâng ức bàn chân phải, duỗi gối, thở hết ra nâng hông, duỗi thẳng lưng. Hạ lưng trên xuống, lưng trên bị gù, lưng trên. Rồi, hạ lưng giữa xuống xíu nữa. Rồi, đạp gót chân phải ra sau. 1, 2, cố định cổ. 3, thả lỏng. 4, 5, duỗi gối trái hạ gót phải, đạp bàn chân trái ra. Rồi nhấn lực đẩy lên vai, không có áp lực cho cổ tay. Cảm nhận sự căng căng duỗi duẫn. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, lướt chân trái về cùng chân phải. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân phải, hít vào lướt chân phải nâng lên. Bước chân phải về cạnh ngoài tay phải, thở ra, hạ mềm xuống, hạ mềm gối xuống. Tiếp tục hai trỏ hạ xuống, hai tay chắp lại, kết nối 10 ngón tay, tách các ngón tay rộng ra. Nhẹ nhàng hít thật sâu, xoay cằm sang phải. Thở ra sang trái. Hít hai sang phải. Và thở ra sang trái. Hít ba sang phải. Và thở ra sang trái. Một lần nữa hít sâu sang phải. Và thở ra sang trái. Từ đây hít vào trở về giữa, chống bàn tay. Thở ra, chúng ta nâng chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, đạp căng gót. Chúng ta nhấp ra sau 5 nhịp nào. Đạp gót ra. 1, 2, 3, 4, 5. Hít sâu hạ gối trái, duỗi mềm mũi chân. Thở ra duỗi gối phải, nhấc bàn chân phải, cuộn xương cụt lên. Tiếp tục nhả mềm vai và trỏ. Nhấp. 1, cuộn xương cụt lên. 2, 3, 4, 5. Giữ ở đây, mềm tay vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào đẩy chân phải về phía trước vuông góc. Thở ra, chúng ta chống ức bàn chân trái, nâng gối, bước phải trở về sau cụ cùng với trái, đẩy mông lên nào, nhả vai. Chúng ta nhả vai và nhấn vai cho răng 5 nhịp nha. Hít thì đẩy lên. Thở nhả vai, nhấn xuống. Hít hai đẩy lên, hơi cong lưng lên tí. Thở ra nhả vai thẳng lưng, cuộn xương cụt lên.
hít ba. Và thở ra. Hít bốn. Và thở ra. Giãn sâu vùng vai. Từ đây hít sâu, bạn hạ mềm hai gối trở về thảm. Thở ra, bạn kéo mũi chân, kéo mông trở về. Gót chân, hạ mềm chán mũi, tay đan vào nhau. Xoay cổ tay nào. Và xoay ngược lại. Từ đây, tách các ngón tay và trỏ tay sang hai bên. Rồi từ từ chúng ta đổ hông qua trái và qua phải. Rồi đi từ cái phần gốc, đẩy hông qua trái và qua phải. Massage nào. Rồi, sau một vài nhịp, chúng ta từ từ hít vào, thu hai tay về gần gối, nâng thân người lên. Thở ra. Nó tiến về giữa thảm. Thở ra, đưa hai tay ra phía sau. Chú ý giãn vai đấy, giãn vai vào lưng này. Nhìn trước đã nhé. Thở ra là chúng ta đẩy đầu vai ra sau. Hít vào, đẩy hông lên. Giãn cả cơ đùi trước và mặt trước, đẩy đầu vai ra sau. Thở ra hạ chìm xuống. Hít hai nâng lên, đẩy đầu vai ra sau. Thở hạ chìm xuống. Hít ba, đẩy vai, duỗi nâng lên. Và thở ra hạ chìm sâu. Một lần nữa hít vào, đẩy lên nào, duỗi dài ra. Từ từ thở ra hạ chìm xuống, thu hai đầu vai về phía trước. Thở hết ra, chúng ta tiến hai tay về phía trước. Rồi đẩy trỏ tay về phía trước, vuông góc, duỗi dài cái thân ra. Đúng rồi, lưng của Vân thẳng đấy, đỡ ngủ khối rồi. Khép cằm lại, chị Hương cũng thẳng, hạ chán mũ. Đúng rồi. Từ đây đưa ý thức về hơi thở, nhả vai, duỗi dài cột sống. Hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Rồi từ đây chúng ta nhấc thân người lên, thu hai tay trở về, xoay người hạ lưng xuống thảm. Vân thấy đỡ chứ, sờ hẳn cái vai đấy xem đỡ. Đúng rồi. Rồi mình co hai gối lại, chúng ta lại tiếp tục di chuyển với vai nhé, nhưng mà chúng ta sẽ hướng các ngón tay lên trần nhà đó, hơi khép cằm lại để bảo vệ đốt sống cổ. Rồi trỏ tay hạ xuống, vuông góc. Nâng bàn tay lên, tách rộng các ngón tay ra Vân. Rồi khép trỏ tay vào mạn sườn nữa đi. Khép cằm lại. Rồi từ đây, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn nâng hai trỏ tay, duỗi thẳng cánh tay lên. Thở ra, nhấc cái vai lên, cái bả vai coi như được nhấc hẳn lên. Chỉ còn cái lưng thôi. Thở hết ra, hạ mềm từ từ từng chi tiết trở về thảm. Cả trỏ tay cũng hạ xuống thảm. Quan sát cái cơ ở vùng cánh tay nó di chuyển. Lần hai, thật chậm, hít thật sâu, nâng trỏ lên, vuông dài cơ thể của bạn lên, khép cằm lại. Quan sát cái đường cơ nó đi dài ra. Đúng rồi, thở ra từ từ hạ mềm tay vai xuống, thả lỏng các ngón tay. Quan sát, đúng rồi, tay và vai tiếp xúc từ từ rất dễ chịu. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, nhấc chân phải lên, tay vẫn dựng lên bầu trời nha. Thở ra kiễng gót trái, quấn chân phải qua chân trái. Ai cũng quấn được đúng không ạ? Không quấn được cũng không sao, quấn đến đấy là được rồi. Thở hết ra,
xoay cằm sang phải, xoay cằm sang trái, phải, trái, phải, trái. Rồi từ đây, hít vào trở về giữa, tách chân, thở ra hạ bàn chân xuống, úp bàn tay xuống thảm, nhúc nhích nhẹ cái vai đi. Duỗi cái hông cái lưng dài ra, trở về trong tư thế cây cầu, hít thật sâu cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Thở ra, tay đan vào nhau phía sau lưng, duỗi thẳng cánh tay, lách vai trái vào trong, lách vai phải vào trong, khép cằm lại. Tiến hai chân về gần mông, kiễng gót chân, đẩy hông lên. Giữ ở đây, quan sát vùng vai cổ. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít sâu, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Thở ra nhấc lưng và vai, duỗi dài tách rộng và hạ mềm xuống. Hai chân mở rộng sang hai mép thảm. Hai tay vươn cao qua đầu ngửa bàn tay. Các ngón tay hướng vào nhau. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu, khép hai gối vào giữa chạm nhau. Thở ra nhấc lưng dưới duỗi dài, hạ mềm xuống. Rồi, thả lỏng toàn thân, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
từ từ tách nhẹ hai gối, rồi tiến hai gót chân về mép thảm. Mũi chân ở ngoài mép thảm, hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhấc lưng duỗi dài, nhấc cổ gáy duỗi dài, khép cằm lại, hai tay buông xuôi theo thân, thả lỏng toàn bộ.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Rồi mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái và ngược lại. Rồi từ đây nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, tiếp tục sang trái, sang phải, trở về giữa, co hai chân lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép chân, hai tay chắp trước ngực, xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên. Hai tay đặt vào hốc mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi tìm được, nhìn được, tìm thấy và nhìn thấy sâu hơn những gì có trong cuộc đời này, nhìn thấy những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn Lâm Bình.